Trong những lời dạy bất diệt của mình, Chúa Giê-xu truyền đạt một thông điệp sâu sắc về lòng thương xót và sự đồng cảm, nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm nhận gánh nặng của người khác. Ngài minh họa điều này qua các câu chuyện ngụ ngôn và hành động, mô tả phương cách vị tha, dấn thân, khiêm nhường và yêu thương. Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ của Ngài giơ tay giúp đỡ những người đang bị cuộc sống đè nặng, nhắc nhở họ rằng khi chia sẻ gánh nặng, họ sẽ tìm thấy sự thanh thản, bình an và đầy đủ. Lời dạy của Ngài trong Mát-thêu chương 11 từ câu 28 đến câu 30 vang vọng sâu sắc: Hãy đến với ta, ai ai bị mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi. Hãy đeo gánh của ta, hãy học từ ta, vì ta là nhẫn nại và khiêm nhường trong lòng, và ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì gánh của ta dễ mang và gánh nặng của ta nhẹ. Qua những lời dạy này, Chúa Giê-xu đã làm sáng tỏ con đường đến một thế giới nhiều lòng nhân ái và quan tâm, nơi gánh nặng của người khác được giảm bớt thông qua những hành động tốt lành và tình thương. Cảm ơn những tình thương bất diệt. Ngọc Huệ.